Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Quảng Linh, nơi chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trồng cũng như nuôi dưỡng cây dừa bonsai Việt Nam. Hôm nay thì mình chuẩn bị lên chậu cho mấy cây dừa ôm bằng nước mọi người. Rồi, sẵn đó mình quay clip lại chia sẻ cho mọi người xem cho vui nha. Rồi, mấy cây dừa mình ôm ở trong cái chậu này, cũng trong cái thùng xốp ôm bằng nước này. Nó tới nó ra cũng ok, rễ nó cũng dài rồi, lá cành thì cũng xum xuê hết rồi. Hôm nay mình dự định ra chậu giá thể đắt cho nó mọi người, rồi mình quay lại cho mọi người cùng xem. Mình bắt đầu vô chậu một trái nhỏ trước nha. Đây nè, trái này nhỏ nhưng mà nó ra được nhiều rễ mọi người. 2, 4, 5 rễ, 5 cái rễ nè. Đó, dán là từ dưới chống ngược lên nha. Trái này mini luôn mọi người. Đây, cái này là dừa dâu. Dừa dâu mini mọi người. To ra chưa? Cái rễ to to không mọi người. Đây nè, dán đẹp ra chưa? Mình sẽ ôm cái trái này theo cái kiểu của nó luôn mọi người. Rễ này hơi dài quá thì mình phải cho nó cong xuống chút. Mình dự định là cho nó nằm cái dáng bay mọi người, nhưng mà cái rễ này nó dài quá. Dáng này cũng đẹp nha. Mình cho nó cái dáng như thế này nha. Cái dáng theo kiểu mình ôm bằng nước luôn mọi người. Cho giá thể cho. Cho mít xa số dừa nè. Mình uống cái rễ nó lại mọi người. Cái rễ ra nước dưới nước nó dài lắm. Rồi, mình sẽ vô cái dáng này nha. Cái dáng trồng đứng lên luôn nè. Đó. Rồi, rất là tuyệt luôn mọi người. Cho nó cong xuống chút nữa nha. Mình chưa cho nó lòi rễ lên nhiều mọi người. Cái rễ này dưới nước mà mình để cho nó lòi nhiều quá là nó có thể chết mọi người. Nhưng đây thì nó cũng lòi lên như đây cũng được rồi. Rồi. Dáng này là tuyệt vời luôn mọi người. Cây này ôm cái dáng này là quá tuyệt rồi. Em hơi chặt chặt chút ở dưới rễ lên cho nó dính lại mọi người. Mình ôm cái chậu nhỏ thôi mọi người, để sau này mình lên cái chậu đẹp hơn, cái chậu sành hoặc là cái chậu gì đẹp đẹp đó nó hợp. Còn để mình ôm cái chậu bự quá dưới cái cây này nhỏ gì mà mình vô cái chậu bự thì nó không đẹp mọi người. Dáng này ôm rất là khó đó mọi người, ôm trong nước lâu lắm nó mới được cái dáng như vậy nè. Rồi, cái này là mọi người nhớ là đắp cho nó dày lên luôn nha, cho nó dày lên ngang đây luôn nè. Rồi mình đậy lại một thời gian mình ha, cho cái rễ nó ăn vô đất, nó phát triển, nó hợp với đất rồi mình moi ra mọi người. Mọi người đừng nhớ là đừng có moi ra sớm nha, moi ra sớm là nó gặp nắng nhiều quá rồi nó bị chết, nó bị héo rễ. Rồi mọi người, giờ mình tiến hành ôm trái thứ hai nha. Trái này cũng rất là đẹp luôn mọi người, ráo nó tròn. Rễ nó ra không dài bằng cái trái hồi nãy mọi người, nhưng mà nó cũng ra được 5 cái rễ. Lên mình sẽ dưỡng ra nó thêm một cái rễ nữa là im luôn nha mọi người. Đây nè, rất là đẹp luôn, chổng lên luôn rồi, lá nó phát triển rất là tốt rồi, thân to, ráo tròn luôn,
Này là dừa xiêm mọi người. Dạ, vô chậu cho nó luôn nha. Cái này mơ cũng tầm 4 tháng hơn rồi mọi người. 3 tháng ngoài 4 tháng rồi. Nó mới được vậy. Cái rễ này hay dài nè, mọi người cẩn thận uống nhẹ nhẹ nha. Đó, để cái thế này mọi người. Thế của nó mọc vậy luôn. Mình uống cái rễ đó nhẹ nhẹ để nó còn ngon, nó mọc dưới nước nó rất là non mọi người. Có thể gãy. Lưu ý lên chậu cho dừa ôm nước mọi người, làm cẩn thận nha. Rễ của nó rất là yếu luôn. Non, rất là non. Để cao cao chút mọi người. Cao cả này. Em ơi chặt cho nó giữ cái đế lại. Đó. Cỡ này là được đó mọi người. Rồi, giữ cho nó chặt lại nha. Tuyệt vời luôn mọi người. Dáng này mà vô cái chậu xanh là tuyệt vời luôn mọi người. Đó, mình cho hơi ngã gần chút nè. Đây này nó mọc nè. Nó mọc nè. Nó mọc đây đây. Mình để đứng quá thì nó cắm cái cuốn xuống cái đế xuống nè. Mình cứ đứng thì nó thấy đẹp hơn. Đó, quyết định chơi đứng luôn mọi người. Cho nó đứng đi luôn nè. Em đắp chặt chặt vô để cho rễ nó mau tiếp xúc với đất, nó tiếp xúc nó phát triển ok rồi. Lúc đó là đầu mình mới nhóm cái rễ lên chút nữa. Rồi hai em, còn em mini nữa mọi người. Em mini này được 3 rễ cũng rất là đẹp luôn nè, cũng chổng gáo nhọn mini luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Lá ra đang tốt mọi người. To ghê chưa. Lá to, xanh. Đó. Tiếp tục lên chậu cho cái cây mini này nữa nha. Mình còn ở đây 5 trái mọi người. 5 trái mini, 2 trái còn được 3 trái là mọng dài thôi, 2 trái kia mọng nó hơi nhỏ mọi người, vài hôm nữa mới lên được, cho cái rễ nó phát triển nhiều nhiều một chút rồi mới lên được. Cái này rễ hơi dài mọi người. Cũng nhẹ nhàng cho nó nằm ở trong cái chậu để nó chết. Rồi, tầm ngang đây là dừa. Đó. Ôm nước thì nó phát triển cái bộ rễ rất là to, nhưng mà cái rễ của nó không có được cứng, không có được già như mình trồng ở trong mà giá thể đất còn là xây dừa. Nên mình lên vô cái giá thể này một thời gian rồi mình làm cho nó thành phẩm xong rồi mới vô chậu được này. Chứ từ dưới nước mà vô chậu chơi luôn mà nó rễ nó rất là yếu, mình không muốn cho lòi lên là nó bị héo rễ là nó chết nè. Người cố gắng đưa mấy cái đất sát sát vô cái rễ cho nó tiếp xúc mau nè. Người làm nhẹ nhẹ thôi nha, làm mạnh quá nó gãy ba cái rễ cám, là mấy cái rễ cám nhỏ nhỏ li ti nó cũng lâu phát triển.
cao lên nữa là xong. Đó. Mấy giả che lên mọi người, che đỡ chút xíu nữa mình đậy gáo lại luôn. Rồi xong một em đó mọi người, còn clip cũng hơi dài mọi người, để mấy em đó mình ôm sau chia sẻ mọi người. Ba em này thôi, ba em này xinh nè, để mình quay cận lại tỉa cái bộ lá cho mọi người xem nha. Rồi đây cây thứ nhất nè mọi người, cái này gáo tròn nha, lá nó xum xuê đó, nó đang phát triển rất là tốt luôn mọi người, dáng rất là đẹp luôn, từ dưới mọc lên nha. Tới nữa mình cho lòi cái bộ rễ ra là tuyệt hơn nữa mọi người. Đây là kiểu độc luôn mọi người, từ dưới chống ngược lên. Đó. Một tác phẩm tuyệt vời mọi người, mình ôm rất là lâu đó mọi người. Rồi để mình lấy cây thứ hai cho mọi người xem tiếp nha. Rồi cây thứ hai nha, mini xiêm xanh gáo nhọn chổng nít lên trời luôn, rất là tuyệt. Tác phẩm thứ hai mọi người, còn mấy tác phẩm kia cũng tương đương với cái này thôi, cũng chổng đít lên trời hết, mình ôm một kiểu mà. Rồi em lấy tác phẩm thứ ba cho mọi người xem nha. Đây tác phẩm thứ ba mọi người, hơi nghiêng chút, chút mình sửa lại cho nó thẳng lại vậy nè. Đó đúng rồi đó. Rồi mini luôn, xiêm xanh luôn, rất là tuyệt nha mọi người. Vừa này vừa xiêm xanh mà bị ngập mặn cho nên cái gáo có bé xíu mọi người. Đây nè, tác phẩm này cũng xiêm xanh luôn mà có ba cái rễ mọi người. Lên chậu mình sẽ từ từ mình sẽ kích rễ cho nó thêm nữa nha. Đó tuyệt vời chưa, chậm ngược luôn nè. Gáo này gáo chung mọi người, vừa tròn vừa nhọn rất là đẹp luôn. Tác phẩm này mới đẹp hơn, tác phẩm kia là tròn và nhọn, còn cái này là có vừa tròn vừa nhọn luôn mọi người. Đó tuyệt vời chưa. Rồi bây giờ mình tiến hành xử lý cho em nó mọi người. Mình có xử lý lúc ôm nước, mình có xử lý hết một ít rồi. Để quay xuống cái góc cho mọi người xem. Cái bẹ của nó mình cắt rồi, lúc ôm nước nó khô người vệ sinh cho nó luôn, cắt mấy cái bẹ khô cho nó. Ôm xong là mình cứ dọn vệ sinh cho nó một cái nha. Nó còn ở trong nữa nè mọi người. Nhưng mà trước mắt thì mình cắt mấy cái bè khô lúi ở ngoài thôi, để cho nó phát triển ok. Cái mình khi mình cho lòi cái rễ ra đó là nó lòi cái bộ đế cong rồi. Cái cây nãy bộ đế rất là cong, cong vậy nè. Giờ xử lý cái bè trước đã, gọt yếm cho nó nè, mình gọt yếm cho nó tạo điều kiện cho nó xè ra thêm nữa mọi người. Đó. Dọc bên đây luôn. Mọi người cẩn thận gặp cứ từ từ thôi. Khi nào mà làm nhiều quen tay thì mình gặp nhanh mọi người. Mình cũng chưa quen tay lắm đâu. Làm phải thật là lâu dài, có chừng 5-10 năm mới quen tay mọi người. Nói gì thôi chứ mọi người làm nhiều cây dừa, có khoảng chục cây dừa là lên tay mọi người, mình gặp thoải mái. Mình xác định được cái mũi dao của mình, nó đừng có vô sâu quá, nó vừa tới thôi. Biết là mọi người quen tay mọi người, mình chỉ gặp mình gạch vô trong thì nó trúng cái độc non đó mọi người. Sau này khi cái độc non nó lớn lên nó có thẹo. Đó mọi người thấy không? Ngay chỗ cái nách này nè, mình gạch nè, mình thấy cái độc non nãy mình bẻo cái độc non qua, mình gạch cũng khó là đứt. Mọi người cứ lặn 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 cái độc non qua một bên, gạch xuống cho nó dễ.
mấy cái còn dính lại thôi, mọi người cẩn thận đập nhẹ nhàng thôi. Đó. Cứ ra luôn. Cái bẻ này bung ra được rồi nè. Im luôn đó mọi người. Đây luôn nha. Gặp bẻ càng sát thì nó bung ra càng đẹp mọi người. Đó. Rồi, mọi người cứ gặp sát vô nha. Càng sát thì nó bung ra, nó tạo điều kiện cho cái bè bung ra nó càng đẹp mọi người. Rồi, lặn ra. Bẻ nhẹ nhẹ ra. Mọi người đừng có nhớ là kỹ thuật bẻ cái bè này là bẻ từ từ nha mọi người, bẻ từ dưới lên nè. Từ đây nè, rút nhẹ lên nè. Đó. Chứ đừng có nắm bẻ mạnh ra là nó gãy luôn ở trong nha mọi người. Ở trong cái bè này mình còn vét thêm một miếng nữa luôn. Mình vét hơi sâu chút xíu nữa. Đó, nó bung ra sẽ đẹp hơn. Đó. Đó, nó bung ra nữa mọi người thấy không? Cái này nó sẽ xè ra đây mọi người. Đó. Lá này nó sẽ phát triển cao lên chút nữa, nó sẽ chùm vô cái gáo là tuyệt vời luôn mọi người. Lá này thì xè đây, nó xè theo từng cái dạng như là cây cổ thụ mọi người, mọc từ nhỏ lên lớn. Đây nhỏ, cái này lớn lên, cái này lớn lên. Ừ. Cái đọt này sau này nó cũng rất là dài nè mọi người, cho cái lá bự ở đây nữa là tuyệt vời luôn mọi người. Rồi, gập yếm cho cái này luôn nha. Để tạo điều kiện cho cái lá, cái đọt non bên trong nó mọc ra nữa mọi người. Bên đây luôn. Chỗ nào khó gập á mọi người cứ lặn lặn cái bè này ra. Mình cứ từ từ mà làm. Người nên gập phân nửa thôi nha mọi người. Theo kiểu này là gập phân nửa thôi. Phân nửa cái bè này thôi để cho cái bè này nó ôm, nó phát triển cao lên chút nữa nè. Nó cao lên ngang đây nè. Rồi mình hãy cắt sát xuống làm cho nó bung ra nha. Bây giờ nó còn thấp mọi người, mình để cho nó cao bằng nè, hoặc là cao hơn một chút để cái lá nó xè ra mới đẹp. Cái này thì mình làm cái kiểu theo tầng mọi người. Mình để cho nó cao đi. Tới đây nè, mình cho nó xè ra. Ồ, clip nãy giờ cũng rất là dài à mọi người. Thôi mình kết thúc clip đây nha. Còn mấy cái kia mình mấy còn mấy trái kia là mình xử lý sau nha. Để mọi người xem dài quá thì chán lắm. Rồi, clip của mình tạm dừng mọi người. Mọi người xem clip thấy chia sẻ của Linh hữu ích thì đừng quên like. Video cũng như chia sẻ video rộng rãi lên mạng xã hội cùng nhau kết nối đam mê nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip về dừa bonsai tiếp theo nha.